Lưu Đào sinh năm 1978, quê ở thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Từ năm 15 tuổi, cô đã được tuyển vào đoàn văn công của tập đoàn quân khu Nam Kinh. Năm 2000, người đẹp bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Nhan sắc thanh tú, dịu dàng và tinh khôi đến nao lòng của Lưu Đào, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà làm phim. Cùng năm, cô được mời tham gia bộ phim Những cô con dâu nhà họ Khang và nhận được phản hồi tích cực của khán giả về diễn xuất. Sau đó, Lưu Đào nhanh chóng nổi tiếng nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Hoàn Châu Cách Cách 3, Đỏ và Đen 2000, Vị Hoàng Phi Cuối Cùng, Bạch Xà Chuyện, Công Chúa Đại Lý, Hoàng Phi Hồng và Ngũ Đại Đệ Tử, Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ, Đại Nhân Vật. Trong đó, vai diễn A Châu trong Thiên Long Bát Bộ giúp sự nghiệp của Lưu Đào thăng hoa, thành công của bộ phim đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên một tầm cao mới. Thập niên 2000, cô trở thành mỹ nhân phim cổ trang được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Nhan sắc mỹ miều, sự nghiệp thành công với vô số dự án phim ảnh cùng hàng loạt giải thưởng vinh danh diễn xuất, Lưu Đào trở thành người tình trong mộng của nhiều người đàn ông thành đạt. Tuy nhiên, tới năm 2008, ở đỉnh cao của sự nghiệp, Lưu Đào lại tuyên bố bỏ cuộc chơi để theo chàng về dinh. Đám cưới xa hoa. Vương Kha và Lưu Đào tình cờ gặp gỡ nhau trong thang máy ở một khách sạn tại Bắc Kinh. Sau giây phút chạm mặt ngắn ngủi, cả hai chúng tiếng sét ái tình. Vương Kha, đại gia sở hữu khối tài sản 2,8 tỷ USD, nhưng cũng là người nổi tiếng ăn chơi bậc nhất giới thượng lưu, say tình Lưu Đào. Anh lập tức hỏi khắp nơi tìm tung tích cô gái xinh đẹp trong thang máy. Một cuộc gọi làm quen và lời hẹn gặp mặt nhanh chóng được Vương Kha gửi đến nữ diễn viên. Một ngày sau khoảnh khắc gặp gỡ định mệnh, người đẹp Thiên Long Bát Bộ lao vào cuộc tình với chàng thiếu gia giàu có. Sau 20 ngày yêu, họ đăng ký kết hôn, cùng nhau xây dựng gia đình. Chuyện tình chấp nhoáng và quyết định vội vã đặt hạnh phúc cả đời vào tay người đàn ông còn nhiều điều chưa hiểu rõ của Lưu Đào, từng là đề tài được dư luận bàn tán xôn xao. Công chúng khi đó tặc lưỡi chắc mầm, mối tình của Lưu Đào Vương Kha là cuộc hôn nhân thấm đẫm mùi kim tiền, sớm cũng đổ vỡ như bao kiểu nữ showbiz và đại gia khác. Họ đồng thời cũng chỉ trích nữ diễn viên sinh năm 1978 là người đẹp mê tiền bất chấp thể diện, phụ bạc hôn phu chỉ để đạt mục đích bước chân vào cánh cổng hóa môn. Tháng 1 năm 2008, đám cưới hoành tráng trong sự hoài nghi và lời đàm tiếu của cặp đôi diễn ra suốt 4 ngày. Tại khách sạn lần đầu họ gặp mặt, tiêu tốn hơn 600.000 USD với toàn những gương mặt đình đám trong giới giải trí. Ngoài ra, do Vương Kha là người rất mê xe hơi nên gần như ngày vui của anh trở thành một triển lãm mô tô với toàn những loại siêu xe sang và cực kỳ đắt tiền. Vương Kha sinh năm 1980, là người Bắc Kinh nhưng làm ăn buôn bán tại Quảng Châu. Thông tin về anh trên báo chí Trung Quốc khá nhiễu loạn. Ban đầu người ta nói Vương gia là một trong tứ đại thiếu gia của Bắc Kinh, hay còn gọi là Bắc Kinh tứ thiếu, rất giàu có với tổng số tài sản lên tới 20.000 tỷ nhân dân tệ. Nhiều người còn nói Vương Kha có hẳn một chiếc máy bay riêng, hàng Boeing 737, trị giá 500 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên sau đó lại có tin đồn rằng Vương Kha xuất thân trong gia đình bình thường chứ chẳng phải thiếu gia gì. Hơn nữa, Vương cũng chẳng sở hữu số tài sản lên tới 20 tỷ nhân dân tệ như báo giới đưa tin. Dẫu không có tài sản kếch xù như lời đồn đoán, song một điều chắc chắn rằng Vương Kha là người có tiền, chỉ cần nhìn vào chi phí cho đám cưới của anh và Lưu Đào cũng đủ chứng minh điều này. Lúc bấy giờ nhiều người khen Lưu Đào sung sướng đủ đường khi lấy được chồng là đại gia lại trẻ trung, điển trai, chứ không phải một ông già đã ở tuổi xưa nay hiếm như bao cuộc hôn nhân chân dài đại gia khác. Tuy nhiên, những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc của Lưu Đào bên người chồng giàu có không kéo dài được bao lâu. Thế nhưng, tận hưởng cuộc sống xa hoa chưa được bao lâu, sóng gió bất ngờ ập đến gia đình Lưu Đào. Tháng 6 năm 2009, một năm sau đám cưới xa hoa, Vương Kha bị kiện vì thiếu nợ một người phụ nữ 6,6 triệu nhân dân tệ. Sau đó không lâu, ngân hàng Quảng Phát kiện vì anh thiếu nợ trong tài khoản tín dụng lên tới 2,6 triệu nhân dân tệ. Đó cũng là lúc thông tin về thân phận thật sự của Vương Kha được báo chí ồ ạt khai thác và khẳng định đại gia Vương Kha chính thức phá sản. Mặc dù đã rời làng giải trí, song Lưu Đào vẫn là một nhân vật của công chúng. Chính vì vậy, áp lực mà những thông tin về chuyện phá sản của chồng, những lời dị nghị nói rằng cô hám của vỡ phải đại gia dởm, gây ra cho Lưu Đào không hề nhỏ. Tuy nhiên, sóng gió dồn dập trong cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên họ Lưu không chỉ bắt nguồn từ bên ngoài. Tháng ngày sóng gió. Trên trang web cá nhân của mình, Lưu Đào bất ngờ đăng tải một bài viết rất dài, chia sẻ những trải nghiệm của cô trong suốt thời gian việc làm ăn của chồng bắt đầu đi xuống. Đối với Lưu Đào, đó là những tháng ngày khó khăn và sóng gió nhất trong cuộc sống. Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ rằng, từ năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, việc làm ăn của Vương Kha cả trong lẫn ngoài nước gặp phải nhiều khó khăn, lâm vào hoàn cảnh ấy. Bạn bè, người thân lại sẵn sàng quay lưng lại với nhau. Năm đó Vương Kha mới chỉ 29 tuổi, nhưng áp lực quá lớn từ công việc và cuộc sống đã khiến anh bị trầm cảm nặng nề. Lúc bấy giờ, Lưu Đào lại đang ở Mỹ. Vì vậy, mỗi tháng Vương Kha lại phải đi đi lại lại nhiều lần giữa hai nước. Những lo lắng trong công việc cộng thêm sự chênh lệch múi giờ khiến anh mất ngủ trầm trọng và liên tục thấy đau đầu. Thậm chí có khi tới 5 ngày liên tục anh thức trắng. Trong hơn nửa năm sau đó, Vương Kha đã phải dùng cả thuốc giảm đau lẫn thuốc ngủ để dỗ giấc ngủ. Khi trở về Bắc Kinh, Vương Kha giam mình trong phòng, cả ngày không chịu ra ngoài, cũng chẳng ăn uống gì. Sau đó tới Los Angeles cả ngày anh cũng chỉ ngủ, thậm chí suốt nửa tháng không ra khỏi phòng. Cứ như vậy suốt nhiều tháng ròng, thể chất của anh càng sa sút, tính cách anh cũng bắt đầu thay đổi, hay làm nhảm một mình, dễ nổi nóng, ném đồ đạc, thậm chí là quát mắng cô. Thời điểm đó Lưu Đào không thể nào trò chuyện với chồng, nhiều khi cô chỉ biết nhìn anh ngủ mà khóc. Những điều mà Vương Kha thể hiện khác hoàn toàn so với ngày cưới khiến Lưu Đào rất đau đớn, thất vọng. Cô chia sẻ, trong suốt quãng thời gian dài, tôi như sống cùng một người sắp chết, gần như chẳng giao tiếp gì với nhau. Con người giờ đây đang phải dựa vào thuốc an thần mà tồn tại qua ngày, khác hẳn so với người đàn ông trẻ trung và hào hoa trong tiệc cưới ngày nào của tôi.
để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng. Lưu Đào trở lại giới giải trí dù gặp trăm bề áp lực, cùng vướng bận chồng bệnh tật và con nhỏ. 5 năm làm việc cật lực với 25 bộ phim, thậm chí có thời điểm cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm, Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD. Thời điểm đó nhìn bà xã làm việc đến kiệt sức, nhưng một câu than vãn oán trách với mình cũng không có, Vương Kha càng cảm thấy bản thân bất tài. Anh nhiều lần đệ đơn ly hôn với ý muốn giải thoát cho Lưu Đào, song cô không đồng ý. Trải nghiệm kinh hoàng nhất trong những tháng ngày ấy lại xảy ra vào đúng thời điểm cô sinh con. Hôm đó Vương Kha đưa cô tới bệnh viện, bỗng nhiên anh lăn ra bất tỉnh. Tôi thấy anh ấy đổ sập trên nền nhà, chân tay co giật, miệng sùi bọt. Các bác sĩ y tá chạy tới để cấp cứu, hỏi tôi anh ấy có tiền sử động kinh hay không. Trong những tháng ngày tôi ở cữ, cũng là lúc Vương Kha nằm trên giường bệnh, vất vả càng tăng thêm gấp bội lần. Qua giai đoạn khủng hoảng này, Lưu Đào quyết định tìm cách giúp chồng. Khi chứng kiến anh sử dụng tới cả 100 viên thuốc an thần mỗi ngày, cơ thể gầy guộc trơ xương, cô nghĩ về việc giúp anh làm lại. Sau đó nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, cô lặng lẽ thay thuốc an thần bằng vitamin, cùng anh đi du lịch, lắng nghe anh trò chuyện, làm việc anh thích nhất chính là lái xe. Tôi muốn dứt anh ấy ra khỏi những đau khổ trong lòng, muốn anh ấy cởi mở và đừng nghĩ về cái chết. Sau nhiều tháng nỗ lực, cuối cùng Vương Kha đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Giờ đây sau bao tháng ngày tuyệt vọng, Lưu Đào cùng Vương Kha đã tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống hôn nhân của mình. Khi tôi kể ra câu chuyện này, tôi càng cảm thấy yêu thương Vương Kha nhiều hơn. Nữ diễn viên đã kết thúc bài viết của mình như vậy. Nghĩa Tào Khang của Lưu Đào cộng với tính cách chu đáo tháo vát việc nhà, giúp cô từ một mỹ nhân mang danh hám tiền, mê đại gia, trở thành người vợ nhân nghĩa, con dâu quốc dân của công chúng Trung Quốc.